Xin chào tất cả các bác và tất cả bà con chăn nuôi. Mình xin tự giới thiệu, mình là Thao với cái biệt danh là Thao Chim Cú Gáy. Và các bạn biết đấy là năm nay thì mình cũng có cung cấp cái con giống đà điểu cho tất cả các bác ở trên mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay mình quay phim màn hình và thực hiện cái video này để thông báo là đã bắt đầu bán ra con giống đà điểu đấy. Và nếu như ai đó muốn mua thì hãy liên hệ ngay đến đồng chí Thao là với cái kênh về cái con chim cu gáy và cái kênh con giống đà điểu. Thì trên màn ảnh đây thì các bạn biết là mấy hôm nay mình Yêu sao thì cũng đăng rất nhiều đang rất nhiều về những con đà điểu các bạn ạ. Đó. Thì đây là những cái hình ảnh mà sáng mình chuyển cho anh em. Thì các bạn biết là những cái con giống thì nó được cung cấp và chuyển vào thùng xốp, và mình thông báo là bây giờ đã có một cái lứa rất là đẹp. Chính vì vậy là các bạn đã từng mua năm ngoái hoặc là mua bây giờ thì đây là cái hình ảnh xe vào nhà chở, và hình ảnh những cái phiếu mà mình chuyển đi cho các bác là rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy, ví dụ như là các bác có thể thấy là đây là những cái phiếu khách hàng. Đó. Rất là nhiều. Nhiều cực luôn. Thì các bạn biết là mình cung cấp ra rất là nhiều, thì các bạn biết là đây là một đơn vị chính thống rồi, rất là nhiều đúng không ạ? Thì mong rằng là các bạn hãy liên hệ sớm cho mình với cái số điện thoại là 0989 177 982 để được đặt con giống đà điểu các bạn ạ. Đấy, thì nếu như mà các bạn dùng vào đầu mùa này thì nó sẽ rơi vào cái dịp Tết. Đấy. Và sau khoảng tầm phải tầm 1-2 tuần nữa thì mới có lứa mới. Đâm ra là các bạn cũng sẽ phải đợi. Thì trên cái tinh thần đó thì mình đăng để cho các bạn chủ động liên hệ và kết nối đến cái kênh YouTube chim cú gáy hay và cái kênh về con giống đà điểu này để các bạn giao dịch với bên mình các bạn nhé. Đấy, cái con giống đà điểu thì mình cũng chia sẻ rất nhiều ở cái bài ở trên Facebook đấy, rất nhiều luôn. Được bình chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chàng hào, chim quyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương tứ đại. Alo, alo. Cho hỏi đà điểu con. Có, tầm này có rồi đấy. Bạn muốn mua đà điểu thì bạn mua là bạn chuyển về đâu?